Chào toàn thể anh chị em mình ha. Chào mừng anh chị em mình trở lại với kênh Trải và Nghiệm Vlog của em. Thì hôm nay là tiếp tục lên clip nói về Mai Vàng ha. Thì hôm nay nó cũng đã rơi vô giai đoạn là ngày 25 tháng 3 và lịch âm nữa đó là ngày 16 tháng 2 âm lịch. Thì hôm nay em lên clip này để tiếp tục chia sẻ với anh chị một số vấn đề về Mai Vàng ở trong cái giai đoạn đầu năm này anh chị gặp phải ha. Thì có khá là nhiều anh chị đang vướng ở cái vấn đề là cây lên cơi một lá bị nhỏ và hướng xử lý như thế nào ha. Thì sau những cái clip trước em lên thì cũng rất là nhiều anh chị nhắn tin về cái vấn đề này. Tại vì em thường cái vấn đề là bệnh xuống lá nhỏ, xuống lá me và giai đoạn đầu năm rất rất là nhiều luôn vậy ha. Thì chúng ta muốn biết được cách xử lý thì chúng ta phải hiểu cái nguyên nhân ha. Thì khi tìm được nguyên nhân thì chúng ta mới tìm được cách để giải quyết vấn đề. Còn anh chị không hiểu được cái nguyên nhân thì anh chị không bao giờ giải quyết được vấn đề. Và khi chúng ta hiểu được nguyên nhân rồi thì những năm sau nữa chúng ta có thể khắc phục được các vấn đề này, nó tối ưu hơn một xíu, giống như cái tỷ lệ chúng ta sẽ giảm xuống. Thay vì dụ chúng ta không biết thì dù chúng ta làm thì sau một năm chúng ta chơi mai xong thì nó lại xuống lá mè, xuống lá nhỏ. Thì bây giờ chúng ta làm sao để khi chúng ta chơi xong thì cái tỷ lệ mắc phải cái căn bệnh này nó giảm xuống còn khoảng 20-30% hoặc là 50%, chứ đừng để nó lên chiếm lên tới 80 hoặc 90% hoặc 100%, thì công sức chúng ta chăm lại rất là cực. Điển hình ở đây em đang có một cây lá me đây, anh chị xem ha. Đây là cây đang lá me đây. Và đây là một cây, hai cây này cùng một giống ha, đều là siêu ong Sài Gòn hết. Mà anh chị thấy không, một cây siêu ong Sài Gòn cái lá của nó nè, và cây siêu ong Sài Gòn cái lá của nó nè. Và đơn giản anh chị phải hiểu như thế này là cây này là được lấy bo từ cây này ghép qua, thì anh chị sẽ thấy và anh chị nhìn nhận xem hai cái lá nó khác nhau rồi ha. Thằng này cái lá nó rất là to, thằng này cái lá nó xuống chút xíu. Thì em đưa lên như vậy để anh chị hiểu được là cái giống của nó không phải là cái lá nó như vậy, cái giống của nó, cái lá nó phải nở như thế này. Thì cây này trong năm ngoái lá nó cũng như vậy, chứ nó không phải như vậy không. Thì lý do tại sao, thì bây giờ em chưa nói ở cây của em nó bị vấn đề gì, bị bệnh gì, mà em đang nói các lý do dẫn đến hiện tượng lá me như thế này. Vấn đề đầu tiên là vấn đề cơ bản nhất mà rất rất là nhiều anh chị mắc phải, đặc biệt là những anh chị mướn cây ha, mướn cây thì gọi là mướn của các nhà vườn đó. chơi cho đáng đồng tiền bát gạo. Anh chị mướn cây đem về nhà từ ngày 25, 26, 27 Tết gì đó, anh chị để cho tới 15, 16, 17, 20 tháng giêng luôn, anh chị mới trả cây. Thì vô tình chung khi mình chơi quá lâu như vậy, nó sẽ dẫn đến hiện tượng là cây nó không đủ sức để nuôi, tại vì nó ôm một cái lượng hoa quá nhiều và nó phải làm việc liên tục, nó vừa nuôi hoa nuôi trái, thì dẫn đến cây nó bị cạn nhựa, nó làm cho cây bị yếu ở giai đoạn đầu năm. Thì anh chị phải biết cái giai đoạn đầu năm cái tược nó lên là nhờ ở cái lượng nhựa trữ trong thân mẹ để mà nó đi tược. Sau khi nó đi được tược, bắt đầu nó mới kích hoạt lại cái bộ rễ lông tơ thì cây nó mới khỏe mạnh. Còn bây giờ nó yếu quá, nó không đủ nhựa để nó ra tược thì bắt buộc nó phải xuống lá nhỏ. Mà nó xuống lá nhỏ như vậy thì khi nó ra lại những cái chồi non như thế này thì nó cũng sẽ tạo lại cái lượng rễ từ từ, nhưng mà nó sẽ chậm hơn những cây khỏe, nó chậm hơn những cây như thế này ra cái lá to ha, hoặc là những cây như thế này. Thì những cây như thế này khi đầu năm mình đôn xong nó ra được như vậy thì cái bộ rễ em chỉ biết là nó phát triển rất là nhanh. Còn những cây này khi mà chúng ta đôn xong nó xuống lá me thì bộ rễ nó dưới nó rất là ít, đâm ra là nó không tiêu thụ được, nó không dắt nước đổ lên được, thì nó làm cho cái lá của mình nó bị nhỏ lại. Đó là một lý do. Lý do thứ hai cũng nằm ở nhà vườn đưa cây, thì có một số anh chị mình gửi mai cho nhà vườn chăm một năm nó sẽ rất là khỏe mạnh, thì tới họ người ta làm bông đưa cho mình chơi. Thì cũng chính vì cái tâm lý khi anh chị chơi cây mà anh chị nghĩ đó là cây của anh chị rất là thương, nhưng mà anh chị không có kinh nghiệm chăm, người ta giao cho anh chị, người ta đã dặn anh chị phải tưới nước như thế nào, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày gì tưới cử, nhưng mà thường không có anh chị nào nghe hết. Anh chị thấy cây mai mà nó hơi héo nhẹ, nhưng mà anh chị không biết là cái cây mai, cái bông của nó chỉ trụ được khoảng từ 24 tới 36 tiếng thôi, là bắt buộc cái cánh của nó phải hơi dúm lại. Đó, nó giống hiện tượng chúng ta đang héo,
thì để nó từ từ nó phải rụng cánh. Thì anh chị thấy như vậy, anh chị sợ là cây anh chị thiếu nước, nó bị héo, anh chị lại tưới nước đập lẫm vô, trong khi cây không lá, để trong mát, nó không tiêu thụ nước, mà anh chị tưới nó quá nhiều nước. Thì vô tình chung trong những ngày từ 25 cho tới mùng 10 Tết, nó rơi về khoảng là 10 cho tới 15 ngày, anh chị tưới nước đắp lẫm vô thì cây nó dư nước, mà nằm trong mát nữa nó sẽ xảy ra hiện tượng nấm bệnh ở rễ nè, và nó dẫn đến hiện tượng thối rễ. Thối rễ làm bộ rễ teo tóp, thì khi đó cây nó cũng sẽ không đủ sức ở cái giai đoạn đầu năm, anh chị phải hiểu không? Thì khi đầu năm cây nó kích hoạt lên được lá, nhưng mà rễ nó cũng teo tóp, nó không ăn được một cái lượng phân gì hết. Tại vì thường trong chất chồng của chúng ta, sau khi chúng ta chăm sóc một năm, thì trong chất chồng dường như nó cũng vẫn sẽ còn một phần ít nào đó của chất dinh dưỡng nằm thẩm thấu ở trong các loại chất chồng như sơ dừa, cháu sống đó, nó sẽ nằm đó. Và khi đầu năm kích hoạt lên thì cây nó sẽ rút những cái chất dinh dưỡng từ đó nó nuôi lại. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm nó thối nhũng thì cái rễ nó cũng không tiếp xúc được với lại cái chất dinh dưỡng, thì nó cũng sẽ không nuôi lá. Thì điển hình cây này của em cũng đang là như vậy. Cây này em đưa cho bà chị để trước hiên chơi, trời ơi, nó em ra em nhìn thấy cái mà em thấy đau lòng. Dù cây nhỏ rồi nhưng mà một lần tưới 1 lít nước mà ngày nào cũng tưới, mà tưới đọc chiêu cái là anh chị phải biết là tưới vào ban đêm nữa. Từ vì Tết ban ngày đi chơi không à, tối chiều mới về, về xong cái thấy cây như cái múc ráo nước tưới vô. Anh chị nghĩ tưới đắp lẫm, em thấy cây mà em còn sót, cầm cái chậu lên nước chảy lóng tóng, rồi em nói là cái này xong, đúng năm nay xuống lá me liền ha. Thì hai nguyên do chính nằm ở đó, và cái lý do đặc biệt nhất là lý do bộ rễ hết á, đa số mai bị lá me là nằm ở bộ rễ hết. Thì nếu anh chị nào đang có cây lá me như thế này thì anh chị phải để ý như thế nào, anh chị xem ha. Cây của em lá me em sẽ gạn nước, anh chị thấy nó khô, nó khô bỏng luôn á, em vẫn không tưới ha, mà anh chị thấy nó đâu có héo đâu, lá nó không hề héo nè, anh chị xem cho kỹ ha, nó khô queo luôn, mà lá nó không héo. Tại vì sao? Những cây này là bộ rễ nó đang không phát triển, nó không ăn được nước, mà anh chị không biết, anh chị cứ tưới liên tục. Thường anh chị sẽ để những cây lá me như thế này, anh chị tưới đẫm một cử đi ha. Nếu mà những cây mà chậu như thế này đi, ở chậu to như vậy của em, anh chị tưới cho nó một cử đẫm, rồi anh chị ngưng khoảng 4 ngày 5 ngày, anh chị ra ví dụ chất chồng như vậy, anh chị ra chị bư như vậy nè, anh chị thấy ở dưới đây nó đang còn ướt rồi nè ha. Thì tại vì sao những cái lá me nó không có ăn nước, anh chị hiểu, tại vì khi nó lá me là bộ rễ nó đã yếu rồi, nó sẽ không rút nước và đi dinh dưỡng được, đâm ra chúng ta không biết chúng ta tưới nước đắp lẫm vô tình nó sẽ làm càng ngày cái bệnh nó càng nặng. Anh chị cứ gạn cho khô đi, thật là khô tốt nhất trước khi anh chị muốn quyết định tưới cho cây. Trước khi anh chị có quyết định tưới cho cây, anh chị ra bươi khoảng một khúc về, anh chị xem coi ở dưới đó nó có khô hay chưa. Nếu mà nó khô, nó còn cái độ ẩm nhẹ thì thời điểm đó anh chị có thể tưới bổ sung nước, còn nếu mà cái độ ẩm nó còn hơi cao thì tốt nhất không nên tưới, để cho cây cái bộ rễ nó khô ráo. Khi nó khô ráo rồi chúng ta tưới phân đồ vô, cái bộ rễ nó bắt được phân, nó mới hút được cái chất dinh dưỡng. Và đặc biệt ở những cây như thế này thì chúng ta sẽ tưới những loại phân gì ha, thì anh chị nhớ giùm em những loại cây mà nó đã bị lá me anh chị tưới giùm em nè ha. Một là Comgas, hai là B1 ha, hoặc là siêu lân kẽm cũng được, nhưng mà tại vì em ít xài siêu lân kẽm, thường là em sẽ phối. Cái siêu lân kẽm nó cũng không có khó gì, siêu lân kẽm thì anh chị cứ phối giống như em này. Nếu anh chị nào có sẵn mà không có siêu lân kẽm ha, mà nếu có nha, Comgas nè ha, anh chị phối Comgas nè, Tera số 4 nè, với lại thằng Hero Phosphate ZN á ha, em từng chia sẻ ở năm ngoái cái công thức này rồi, thì anh chị phối ba thằng đó lại là nó ra giống dường như là công thức của thằng siêu lân kẽm, và nó giống nhau khoảng khoảng 90 cho tới 95%. Ba thằng đó anh chị phối lại ha, thì nó sẽ ra được cái công thức đó, thì anh chị bón cho cây đó. Thì trong nếu mình không có, anh chị xài Comcat hoặc là xài B1 cũng được, B1 Việt Nam á, B1 chai xanh dương á, chứ không cần phải xài tới B1 Thái ha. Tại vì trong B1 Việt Nam nó cũng rất là nhiều chất dinh dưỡng rồi, thì chúng ta cứ bón định kỳ 10 tới 12 ngày. Nhưng mà anh chị đặc biệt phải để ý là coi cái bầu nó có khô hay không ha, chứ không có tưới đắp lẫm. Tại thường những cây như thế này anh chị tưới khoảng 5 cho tới 7 ngày, anh chị moi ra nó vẫn còn ướt,
là chuyện chắc chắn luôn. Tại vì cây nó không rút nước, dù cái tháng này nó rất là nắng, bởi cái tháng này nó cũng sẽ làm cây lá me nữa ha. Cái tháng này, ở cái tháng giêng, tháng 2, tháng 3, nắng rất là gắt và nắng hét. Nhưng mà nó hét cộng với gió nữa. Anh chị hiểu, nắng hét cộng gió. Nhưng mà cây của chúng ta nó rất ít lá, nó uống nước tùy. Ví dụ như những cây khỏe mạnh như mày, thì nó sẽ uống nước rất là nhanh. Sáng chúng ta tưới, trưa chiều chúng ta kiểm tra, chúng ta thấy nó đã ráo rồi ha, là nó sẽ rất là nhanh, thì nó tiêu thụ được nước. Còn những cây như thế này nó không ăn được nước thì anh chị tốt nhất lên kiểm tra. Thì khi đó anh chị tưới vô 5 ngày 7 ngày chậu lớn nó sẽ không khô, và anh chị không biết, anh chị cứ 2 3 ngày anh chị thương ra gì ra, anh chị tưới tưới liên tục, tưới thường xuyên, tưới hoài hoài, thì cái cây anh chị càng ngày nó càng lúng, mà nó lúng xuống thì khó cứu. Mà anh chị lưu ý giùm em, nhưng mà cái hiện tượng này anh chị cứ làm thử một khoảng tầm 1 tháng, nếu mà cây nó thích nghi được là nó sẽ đi lại chồi mới. Và khi nó đi lại chồi mới á, thì anh chị sẽ xem coi cái lá mà nó có giãn ra, nó có lớn lên hay không. Thì nếu mà nó phục hồi được là xong cây một, nó đi cây hai, bắt đầu nó sẽ có phục hồi. Còn chừng nào mà cái cây hai nó không phục hồi được thì lúc đó mình mới phải tính toán coi cây mình phải xử lý như thế nào. Có khả năng nếu mà lâu quá rồi anh chị chưa thấy trồng, ta có thể dỡ lên xem coi cái chất trồng này, rồi hệ rễ nó có bị bệnh gì hay không này, có khả năng ta sẽ côn rễ lại, cái tích sinh dưỡng lại, và chúng ta trồng lại cây như một cây phôi luôn. À, thì tùy vào trường hợp mà chúng ta làm thôi. Còn hiện tại bây giờ trong trường hợp anh chị đã xử lý đầu năm đôn tàn đồ sống hết thì không nên làm gì, tại vì cây nó mới ra lá và nó đang tiêu thụ cái lượng nhựa cuối cùng của cây rồi, mà anh chị nhổ lên chị làm lại nữa là dường như là cây đó khả năng chết rất là cao. Anh chị nhớ giùm em, trường hợp gọi là bất đắc dĩ là không còn cách nào thì chúng ta mới động rễ để mà phá bầu làm lại từ đầu. Còn trường hợp mà chúng ta vẫn có khả năng thử nghiệm thì anh chị cứ thử đi, nếu mà cây nó tái tạo lại được, nó lên được thì coi như chúng ta mừng, còn nó không làm, nó không lên được thì chúng ta mới dùng tới biện pháp cuối cùng. Chứ cây mà chúng ta nhổ lên nhổ xuống thường xuyên nó không có tốt gì ha, nó rất là dễ hư. Tại anh chị biết là cây mai nó là cây lâu năm, cái bộ rễ nó phải già nua thì nó mới bền vững. Chứ còn cây nó không có giống như những cái cây ngắn hạn, cái rễ nó ra rễ trắng nó chạy tu 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 thì nó rất là dễ làm lại rễ ha. Anh chị lưu ý giùm em. Thì hôm nay em muốn chia sẻ với anh chị như vậy. Anh chị nào đang có trường hợp mà cây lá nhỏ lá me như thế này thì anh chị dùng những cái loại phân thuốc đó để xử lý ha. Và quan trọng nhất ở những cây lá me là anh chị canh nước giùm em, tại vì nó không ăn nước mà anh chị cứ tưới đắp lẫm cây, nó cứ giữ cái bầu nước ẩm ẩm, ẩm gọi là nó ẩm thấp, nước lỉnh bỉnh thì các hệ nấm là hệ bệnh vi sinh vật có hại cho rễ, tiếng trùng là nó sẽ tấn công, nó làm cho bộ rễ chúng ta càng ngày càng suy yếu và cây chúng ta nó sẽ không bao giờ hồi phục được. Tại vì anh chị phải biết những cây mà nó mới ra như thế này nó mới chỉ là hiện tượng lá me bình thường. Còn khi nào giống như cái clip trước em có nói là khi cây nó chạy trọt như thế này, là nó chạy ra mà cái lá nó nhỏ nhỏ dần 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 nhỏ nhọn xuống vậy luôn đó. Thí dụ như cái cây lá nó ra rất là bự gì đúng không, còn cây nó ra vậy nè, cái nó vuốt nhọn này đó, là những cây đó là những cây bộ rễ rất là khó cứu ha. Anh chị lưu ý. Còn những cái như vậy thì nói chung là nó cũng không đến nỗi là không cứu được. Tại vì sao? Tại vì nó ảnh hưởng do mình chơi Tết xong nó bị, chứ không phải nó bị lâu năm. Còn những cây mà lá me lâu năm á, nó làm dày xong cái nó bắt đầu ra ra nhọn lại á, đó là những cây bị lâu năm là me, những cây đó mới là khó cứu. Mà những gì đó thường cứu xong thì cũng khó sống, và sống được thì cũng chơi cũng không được bao nhiêu là cũng chết anh chị. Rồi ha, thì video em đến đây nó cũng dài. Anh chị xem video thấy hết, vui lòng cho em xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh, đồng thời bật luôn cái chuông để nhận những thông báo video mới nhất bên em. Rồi cảm ơn cho anh chị, chúc anh chị chăm cây thật là vui vẻ.